Nhân thế này thì tôi lại nhớ đến một câu nói của một người nhạc sĩ rất nổi tiếng, của một cố nhạc sĩ đã từng nói với anh Hà, đấy là chúng ta không nên hát bằng cái đầu, đúng không ạ? Mà phải hát bằng Đó trái là nhạc tim. sĩ Nguyễn Anh Chín, bố của Hà, có dặn Hà rằng là con không nên tham hát quá cao và con cũng không nên tham hát quá kỹ thuật, mà cái điều quan trọng nhất mà bố cần ở con đó là hát làm sao để truyền tải được tất cả những cái tình cảm, tâm tư, tình cảm và cảm xúc của bài hát và của người hát. Bởi vì sao? Bởi vì chỉ có tình cảm thì mới đi được từ trái tim đến trái tim. Hát bằng trái tim. Và có lẽ quý vị khán giả khi mà nhìn thấy những hình ảnh như vậy, khi mà xem trường quay tin, nhìn thấy rất mộc mạc, chỉ đơn giản là một người ca sĩ với một chiếc mic thu rất đơn giản, không có hiệu ứng âm thanh, ánh sáng, vũ đoàn hay là vũ đạo bất kỳ điều gì cả, thì đó là những gì chúng tôi muốn truyền tải mộc mạc nhất, chân thành nhất, và đó là Quang Hà ngày hôm nay chúng tôi đem đến cho quý vị, đúng không Cảm ạ? ơn rất nhiều, và đây cũng là một trong những cái thử thách, bởi vì Hà nghĩ rằng là nó cũng là một cái điều không phải là dễ dàng, bởi bởi vì ca sĩ đã từng biểu diễn trên sân khấu thì đã quá quen thuộc là hát phải có khán giả, hát phải có trang thiết bị âm thanh để mà bổ trợ, còn hát ở trong phòng thu thì mình cũng có tai nghe, mình cũng có được cái microphone để mà hát, còn đây là hát coi như là Hà hát Hạt hát chơi đấy, hát chay chơi để đấy, tặng cho Nguyên Anh đấy. Chính vì thế nên là Nguyên Anh là người lãi nhất. hạt chay. Vừa lãi lại vừa may mắn lại. Quý vị khán giả cũng có thể thấy là tôi vừa được ngồi gần này, tôi vừa được nghe gần này, tôi lại được cảm nhận những cái Hơi từng cái thở cảm này, xúc, một cái hơi thở, cái hơi thở cái này, gương mặt. cái biểu cảm này, và ngay cả cái cảm xúc trong bài hát nữa. Chắc Nguyên Anh chắn là người được thưởng thức trọn vẹn nhất. trọn vẹn nhất, là lãi nhất. Thế vì tôi cảm thấy là ngày hôm nay tôi cực kỳ may mắn, bởi vì có lẽ là với trường quay tin thì chúng tôi luôn luôn đem đến những gì thật nhất và chân thành nhất. Vậy thì một cách chân thành nhất với anh, những ca từ trong Mệt Rồi Em Ơi, trừ câu anh vừa nói đó là niềm tin thì mất rồi, đúng không ạ? Thì đã bao giờ, đã có khi nào trong quãng đời của mình, kể cả hoạt động nghệ thuật lẫn cuộc sống, mà niềm tin của anh nó mất đi chưa? Chưa. Đối với âm nhạc chưa bao giờ Hà mất niềm tin cả. Chưa bao giờ Hà mất niềm tin trong âm nhạc cả. Bởi vì sao? Bởi vì Hà luôn luôn tin rằng là bản thân Quang Hà sinh ra và tồn tại là để cho âm nhạc. Chính vì thế nên là dù là có những lúc trong công việc hay là trong cuộc sống gặp những cái điều bế tắc và gặp những cái điều không thuận lợi, hoặc là trong cái quãng thời gian mình sinh sống và làm việc ca hát đấy, thì cũng có những lúc mà mình bị ốm đau đau ốm, cái giọng hát của mình không thể control được. Là sao? Có nghĩa là với những cái câu hát đó nó dễ dàng, nhưng lúc đó mình đang bị ốm chẳng hạn, mình đang bị viêm họng hay bị cái gì đó Bất khả kháng. mà mình không thể là mình điều khiển được cái giọng hát, thì đôi chút mình mảy may mình nghĩ rằng là thôi chết rồi. Nó ảnh hưởng đến, nhưng mà Hà nghĩ rằng là cái giọng hát là cái quý hiếm nhất mà tổ nghiệp và ông trời đã cho bản thân mình. Chính vì thế nên là Hà luôn luôn tin tưởng rằng là mình là có cái giọng hát để mà lấy vào đó là cái niềm tin, và không bao giờ nghĩ rằng là mình sẽ không hát được. Đó, chưa bao giờ mất niềm tin là mình sẽ không hát được. Cho đến ngày hôm nay 20 năm thì mình càng cảm thấy rằng là càng ngày mình càng chín mùi hơn, mình càng thấy mình đậm đà hơn so với những cái năm trước và so với thời gian trước. Hà nói là như vậy vì sao? Bởi vì là so với cái thời kỳ mà trước Covid ấy, thì cái thời kỳ này Hà hát hay hơn và nó nhẹ nhàng hơn. Bởi Bởi vì vì có thể là một cái thời gian dài ở nhà, mình hát livestream, mình tập luyện, mình không phải chạy show, mình không phải bon chen ra ngoài cùng với các show diễn để mà kiếm tiền, thì mình trải nghiệm ra được một điều rằng là âm nhạc của mình càng nhẹ nhàng thì mình lại càng cảm thấy phiêu linh. Và bắt đầu từ đó, bắt đầu từ trong cái lúc mà thời gian Covid, là luôn luôn trong đầu của Hà luôn luôn nói với những cái người hòa âm phối khí, những cái partner của Hà rằng là hãy gửi cho Hà những cái bản nhạc nó nhẹ nhàng và nó tự sự, hoặc là hãy hòa âm phối khí cho Hà những cái bản nó thật sự là lắng đọng và tĩnh lặng, bởi vì Hà đang thích cái những cái điều đó, và Hà cảm thấy rằng giọng hát của mình nó đang càng ngày càng nhẹ nhàng hơn so với cái thời trước Covid. Trước Covid đôi khi mình hát
mình cần cái sự cao trào, cần cái sự mạnh mẽ và khốc liệt. Ngay cả trong live show 2019 mà bị cháy thì mình vẫn cảm thấy rằng là mình hát bằng 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 khả năng, nhưng mà bằng cái sức lực, bằng cái sự mạnh mẽ, bằng sức lực. Nhưng bây giờ mình cảm thấy rằng là ngay cả những cái nốt cao của những cái bài hát đó, mình vẫn chinh phục, thích được, cái sự được. Nhẹ nhàng hơn và thích cái sự mềm mại hơn đó. Thì Hà nghĩ rằng là càng với thời gian, càng với cái sự trao dồi thì càng ngày Hà càng thấy là mình chín mùi nhiều hơn. Chứ còn không bao giờ mình nghĩ rằng là càng ngày mình làm nghề lâu năm mình càng mất niềm tin với nghề hát cả. Và có lẽ là chính những cái khoảng lặng như vậy, có Linh nhỉ, những cái khoảng lặng trước một show diễn, những khoảng lặng trước một khoảng thời gian mình quay trở lại, nó cho mình cái độ chín nhất định, cho mình trưởng thành, cho mình nhìn được rất là nhiều việc. Và nhưng mà người ta có người sẽ nói thế này, là chẳng qua anh Hà giàu rồi anh Hà mới bình yên được thế thôi, chứ còn người ta trong sở thời gian vừa rồi người ta khó khăn lắm, có phải thế không anh? Cũng là một phần đấy, tại vì làm sao thì vì Hà là một người cũng rất là thật thà, rất là thật. Hà không màu mè, và khi mà đã nhận lời tham gia trong những cái cuộc trò chuyện như thế này thì Hà mong muốn rằng là tất cả những cái gì thật nhất được phơi bày để khán giả có thể là cảm nhận được hết hoàn toàn cái sự chân thật trong cái buổi trò chuyện và trong chính cái con người của người nghệ sĩ mà họ đang theo dõi. Bản thân Hà thì Hà cảm ơn tổ nghiệp rất nhiều và cảm ơn quý vị khán giả rất nhiều. Bởi vì sao? Bởi vì quý vị là người đã cho Hà từ những con số 0 đi từng bước lên số 1, số 2, số 3, số 4, số 5, số 6, số 7. Hà chỉ nhận mình đứng số 7 thôi. Chứ bây giờ Hà nhận rằng là mình đang ở số 9, số 10. Nhưng mà Hà nghĩ rằng là như vậy đã là quá đủ với bản thân Hà. Bởi vì sao? Hà không có nhu cầu phải làm một cái gì đó nó quá là vĩ đại trong cuộc sống, trong xã hội và trong nghề nghiệp. Hà chỉ mong muốn rằng là Hà đam mê ca hát, Hà đam mê âm nhạc, và âm nhạc cũng sẽ là cái nguồn để mà Hà có được một cái cuộc sống thoải mái. Đó là cái điều mà Hà cảm thấy sướng khởi nhất. Và Hà luôn luôn nghĩ rằng như vậy và để cho cái cuộc sống của mình. Chính vì thế nên là cái cuộc sống của Hà luôn luôn là nhẹ nhàng và bình an. Và ngay kể cả là dịch bệnh lan tràn trên toàn thế giới, ngay cả tất cả mọi người đều đang rất là khó khăn, nhưng bản thân Hà thì Hà nghĩ rằng là cuộc sống của mình cũng không phải là quá ghê gớm hay là quá ông hoàng bà chúa để mà luôn luôn phải cần cái này, phải cần cái kia, không cần thiết. Cuộc sống của mình vẫn diễn ra hàng ngày đều đều, vẫn cơm canh rau muống, thịt cơm cá bình thường, chứ cũng không cần phải bảo ngư vi cá hay là cần phải yến hay là xâm xích để bụng để ăn những cái đồ mắc tiền đấy. Hà nghĩ như vậy, và chính vì thế nên là trong cái thời gian mà Covid ấy, thì Hà cũng cảm thấy rằng nó cũng bình thường thôi, và cũng chả phải lo cuống cuồng lên để mà đi gom hàng hay là hay làm cái gì cả. Vì Hà nghĩ rằng là tất cả mọi thứ thì vì cái nhu cầu của mình cũng không phải là đòi hỏi quá cao, thế nên là mình cũng không có phải là cuống cuồng lên để mà phải lo rằng là Covid mình sẽ phải thiếu thốn hay là tốn kém. Tức là rất thẳng thắn thừa nhận là đúng, tôi cũng có của ăn của để đấy. Tôi có chứ, tất nhiên chứ. Thì Hà đã chia sẻ là vì là Hà được lộc tổ nghiệp ưu đãi 20 năm, và thứ hai nữa là được khán giả yêu mến, và chính khán giả là người đã nuôi Hà. Đó, phải nói là rõ ràng là như vậy. Chính vì thế nên là Hà không có bị khó khăn về kinh tế trong cuộc sống. Và tất nhiên là vì Hà cũng không đòi hỏi những cái điều nó quá cao, nó quá xa vời như những người khác. Ví dụ như là em chẳng bao giờ đòi hỏi phải ở nhà, phải thế này thế kia cả. Tất nhiên là nhà cửa của mình thì mình cũng là khang trang. Đó. Cũng to cũng đẹp đúng không ạ? Cũng to và cũng đẹp. Cũng nhiều chục tỷ đồng. Đúng rồi. Thế nhưng mà so với mọi người khác thì cũng chả là cái gì cả. Nhưng mà vì chúng ta luôn luôn sống phải hướng về phía trước như Hà đã nói. Thế nhưng mà đừng quá tham vọng. Bởi vì sao? Bởi vì mỗi một con người ấy, hay mỗi người cá thể thì đều có một cái phước phần riêng, một cái gọi là một cái định mệnh riêng. Thế nên là mình đừng nhìn vào nhà hàng xóm, đừng nhìn vào bữa cơm hàng xóm để mà chúng ta phải băn khoăn hay là chúng ta phải lăn tăn
một điều gì hết cả. Và tức là nói tóm lại là đừng bao giờ so sánh tôi với bất kỳ ai. Tôi cứ không sống cuộc đời của mình thôi đã, đúng không ạ? Bởi vì mình là sống cuộc đời của mình, mình không sống cuộc đời của người khác, và người khác cũng không sống cuộc đời của mình. Chính vì thế nên là mình cứ sống cái cuộc đời của mình một cách yên ổn và nhẹ nhàng nhất. Còn tại sao lại cứ phải sống cái cuộc sống của người khác làm gì cho cái cuộc sống của mình nó đau khổ và nó không được thoải mái? Thế nên bảo sao là ở với con số, nếu mà chúng ta nhắc đến con số tuổi thì nó rất nhiều, nhưng mà nhìn ở ngoài thì lại khác, đúng không ạ? Quý vị khán giả cứ thẳng thắn comment. Mọi người đang đồn trên Facebook đó là chú này 40 tuổi rồi. Thực ra thì quý vị khán giả nói cũng không sai lắm đâu, gần thôi quý vị ạ. Không, thật ra thì Hà cũng xin chia sẻ luôn là 40 tuổi rồi. 40 tuổi rồi, vâng ạ. Thế nhưng mà dù 40 tuổi hay là bao nhiêu tuổi đi chăng nữa thì cái tâm hồn của người nghệ sĩ là không có tuổi. Bởi vì thế nên là những người nghệ sĩ thì chả bao giờ chịu nhận mình là cô, là chú, là bác. Luôn luôn gọi là anh, là chị. Và luôn luôn cái tâm hồn của người nghệ sĩ thì luôn luôn tươi mới và trẻ trung. Và những ai mà tâm hồn mà già cỗi thì rõ ràng là cái công việc của họ nó cũng sẽ bị chậm lại. Những cái tế bào trong người họ nó cũng sẽ chậm lại. Chính vì thế nên là Hà luôn luôn hoạt động, không đi diễn thì mình cũng sẽ hoạt động ở nhà. Để làm sao để tất cả những cái tế bào trong cơ thể của bản thân mình luôn luôn được vận hành và được lao động, thì tất cả những tế bào đó sẽ không bao giờ nằm im một chỗ để ngủ quên. Tức là như anh chia sẻ là anh an yên đến từng tế bào. Đúng. Và bản thân Hà nghĩ rằng là mình không đi diễn hay mình không đi hát thì mình vẫn phải làm những cái điều gì đó, ví dụ như là chăm sóc nhà cửa, chăm sóc gia đình. Để làm gì? Để mình luôn luôn là những người đang hoạt động và đang tồn tại. Chắc chắn.